Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiền TV trong phần chơi Diablo 3 cùng với Jack Andy. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ màn 1 cảnh khó. Và bắt đầu. Mình chơi nhân vật là Rusader, được biết tới là Paladin của Diablo 2. Và bạn của mình thì chơi Barbarian. Barbarian là mấy thằng mang rợ. Rồi không cần coi quảng cáo đâu, tiếp luôn. Nhìn kỹ thì Paladin là anh da đen. Anh da đen giống Lucian á, không biết gì hết á. Thế vậy đặt tên Lucian. Rồi cái đám này phải giải tỏa, tụi nó đông quá. Rồi speak with her. Rồi một đống luôn. Rồi đánh đi, tao đứng coi mày đánh. Tao đang chỉnh kêu một chút. Rồi xong. Thì mà chiêu tông thôi á. Rồi chạy lỡ thùng liền. Làm gì? Lấy đồ. lấy hết. Món nào xài được lấy ra hết. Cái cây này 9184. Rồi. Đó. Chắc là tụi nó chơi lại. Thì đó. Để thử cây flare này coi với cái kia. Biểu diễn gì đó. Chặt nước đá à. Rồi để vô lấy nhiệm vụ đầu tiên. Có cái đám bị bệnh dịch. Rồi nói nhiều quá. Quốc. Rồi xin cảm ơn. Có nút nào để tự sọt lại cái đồ? Không biết nữa. Phải tự suy nghĩ, tìm hiểu. Cầm hai kiếm luôn. Cây này tới 11 lận mà. How can I help fight for you? I admire your courage. No warriors. Well, I have. Attacking the barricades. Ai dám tấn công khu vực này? Gì vậy? Cái gì thế? Cấp 7 cái gì? Defend 7. Rồi. Đi nhanh qua mấy chỗ này luôn đi. Tạm biệt. Chạy chậm quá. Ý tao nói mày đi chậm quá. Thấy ghê vậy. Chặt cái gì ghê vậy. lên cấp. Xong. Acti skill unlock. Punish, slash, strike me hard and sin, and create. Để thử coi. Lấm được đồ kìa. Găng tay 4 cộng kinh nghiệm. Sao mày ở trần vậy? Rồi chỗ này coi như sạch sẽ. Xuống đây nè. Xuống đó hả? Dọn hết luôn bản đồ hả? Ừ. Một đống luôn.
có mấy anh con gì vậy? Mấy con gì vậy? Con nhím á. Có dưa hấu nè, ăn không? Gì vậy? New record. Tiêu diệt được 8 món cùng một lúc. Rồi, xài áo xài khiên liền. Đù, áo trắng. Nguyên bộ áo trắng luôn. Tăng máu nữa chứ. Sao tao buông kiếm, đụng kiếm quá trời. Mày buông kiếm rồi. Rồi đập đi. Gì kỳ vậy? Không thấy gì nhiều lắm. Rồi và mấy thằng này hai thằng đều bự hết trơn á. Mà sao bận khố vậy? Cái quần. Có cái quần mặc rồi nè mày. Có đôi giày, có cái tai. Đổi. Trây được không? Không trây được. Hiện tại là không trây được. Ở bên này thì... Rồi. Từ từ để chạy lại cái hang đó luôn. Rồi xuống. Đang seller. Rồi. Con boss hả? Mini boss thôi. Hẹt đó. Cảnh hẹt mà đánh cũng bình thường, chắc phải chơi expert mới thấy cảm giác. Thấy tiền nó nhiều quá mày. Ừ. Gì đây, gì đây? Cái cung. Rất là tiếc. Tại chưa kiếm được áo. Gì vậy? Có cái gì nãy mới thấy vậy? Tu new chip tram. À, để vô chậm. Ơi, có con chùm kìa, có con chùm kìa. Hai hit. Có được cái gì? Tông. Chặt. Tông. Đâu ra vậy? Quánh nhặt cái vô. Có cái thùng kìa, kể nó. Cái thùng trước. Cái khiên. Cái khiên có 10 à. Bèo quá không. Khiên có 10 à. Đấy, còn cái thùng nhỏ kế bên kìa. Được gì vậy? Rồi được nó nhiều. Tự nhiên lên được lên level nữa chứ. Lên level chậm mày nó mới ghê. Rồi. Mày. Đâu chiêu gì? Ra đây biểu diễn nè. Sweep attack. Khoan, tao có kill mới. Tao có kill mới. Sweep attack. Ủa sao nãy không có mà. Chắc là cái này chơi nên được. Chơi hẹt nên có. Ghê không? À, một cái quạt đó, quạt ra một cái đó. Nãy lượm gì vậy? Lượm một cái kiếm ngắn. Lượm một cái chân. Tăng được tốc độ di chuyển. Cũng không có gì nhiều. Đâu 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 đâu, biểu diễn coi. Ồ vậy hả? Xoáy giống như là xoay kiếm vậy. Thấy ghê chưa? Rồi, thôi đi nhiệm vụ đi. Đây, phải không? Này là đi về rồi. Về làm gì? Giờ có gì đâu về. À, phải về trước đúng không? Phải về trước. Về trước đặng gặp Captain. Rồi, được rồi.
Được món gì vậy? Được cái khiên 58. Khó suy nghĩ quá đi. À, thôi, mình chưa có nón, để vô bán đồ. Bán đồ. Bán những thứ không cần thiết đi. Cây này nên để lại chút xíu thử. Ở đây thì 15. Mà thấp nền thương này nó tăng cao hơn. Bởi vì cái gì vậy? Cái áo là ở trần. Đâu rồi? Nè, trong áo không? À. Mặc áo vô. Mặc áo vô. Cái áo đó là áo lông thú á, chỉ cần che hai bên vai thôi. Ủa, bấm lộn. Ở bển hả? Đâu, nó bót vô chiếc tràm á, nó bót vô cái gì á. Tự nhiên. Rồi, để vô quạt coi. Mất tuyệt chiêu chạy lại rồi, nhưng mà quạt vẫn tốt. Dài hơn chút xíu rồi, chứ tôi thấy quạt cái vẫn chết như thường. Mặt này chơi Barbarian bận áo mắc cười á. Bận như không bận vậy á. Xuống. Follow me cái gì. Đó, có cái gì giữa kìa. Đi búp hụt. Cái gì? À. Kinh khủng. Rồi nói chuyện với em này. Rồi. Một cái tai. 15. Rồi ok. Level 6. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Regardless, wherever he's headed, hell will surely follow him. Chiêu mới hả? Chiêu gì? Chiêu số 1 quá chứ chiêu gì đâu. Sao? Lên cái rune luôn hả? No rune. Ta đâu thấy có rune đâu. Nó có cái chỉ dẫn á, có new kill á. Đâu có đâu. Cái phần kêu nào á mình đánh vô. Đâu có. À, Ramery mới có. Nè. Ramery mới có, thẻ hàng này mới có raw nè. Hãy thử coi làm gì. Được con dao 98. Barbarian bận đồ mang rồi. Ôi, kiếm dài kìa. Hai tay. Kiếm dài hai tay 149. Đúng không? Hai tay. Rồi đi trước đi. Đi trước biểu diễn đi. Đi trước biểu diễn đi. Hình như cầm được á. Hai cây hai tay. Mà không biết sao. Rồi. À, có một lũ phía sau lưng luôn. Ok, tại tao quất cho. Rồi được rồi. Xong. Nó chém ra băng, còn tao đánh ra lửa nè. Xong vô. Ôi, bấm bấm xuống dèo dèo luôn, không có kịp làm gì hết. Qua đây. Đi hôi cổ nữa.
Ê, kéo kéo cái đó chó rớt xuống được rồi. Không chết luôn, ghê không? Cảnh hẹp có khác. À, có cái khiên hồi nãy, có cái rune gắn vô á. Ồ, mất máu luôn á nha. Đó, nó nổ lửa ra đó, thấy không? Gì đây, một cái quần 19 tăng thêm lượng máu. Đi dưới thôi hả? Không có lên trên hả? Đâu? Tiếng nào đó? Ở trên hả? Rồi. Ờ, ổn. Đâu? Dơi. Đập cái dính băng. Paladin này chơi lửa. Ơi, rớt cái cục ra ngoài nữa. Rồi, không có gì hết rồi. Đi hồi của. À, Lactan. Chắc phải đi xuống rồi đó. No man has a greater love for his king than I had for mine, even as I drove my ngồi nghe dark and corrupted heart. Kể chuyện sự tích. Cảnh hẹt thấy cũng không khó lắm. Đánh con đó hơi dài một chút. Bành sát. Rồi đó. Đợi giết nó bằng sức không à. Không có xài mấy cái bẫy ở trong. Cái này có đánh vậy ngon hơn. Rồi ở bên kia. Ồ, mình đi ngược lại rồi. Đi xuống đi. Cái chiêu mới này nè, quạt đã hơn. Hình như cảnh hẹt nó cho mình kêu sớm hơn á. Ồ, vô. Yo. Lên cấp. Commanding Grip. Con này kêu mới sweep attack hả? Không. Cái chiều cái khiên có shatter shield. Nhưng mà hiện tại đang chơi sweep attack ngon hơn. Nên vẫn đau biểu diễn rồi. Bể đất luôn. Nó hình cây búa luôn mới ghê chứ. Rồi à, phải đi lên nè. Đi lên. Sắm đứng chỏng luôn. Rồi dẫn đường đi. Hình như sao chạy chậm vậy? Chưa có độ. À. Bóp. Lesson received. Tăng kinh nghiệm kìa. Đập lẻ. Rồi. Tiêu diệt. Quát. Không đủ nộ. Không đủ lượng nộ cần thiết. Rồi xuống. Ê. Gì? Có gì?
Làm thấy ghê. Dạ, accept. Accept. Nhiệm vụ chúng ta là giải cứu một ông lão không có khả năng kháng cự. Ây da, ây da, ây da. Tụi bay làm gì thế? Con chùm nó đứng cứng ngắc cho đánh. Và xin chào các bạn, thì vừa nãy chạy xuống dưới đánh nó bị lỗi gì đó khiến mình văng ra, mình cũng không biết nữa. Thì chúng ta ở đây chỉ có là tiêu diệt mấy cái con quái bộ xương thôi để cứu ông già Ken. Rồi ông già Ken sẽ mở cửa chúng ta đi đâu đó. Rồi vô. Vô, vô. Yo. Rồi chúng ta phải đi về New Chicham. Lea. Ủa sao ta lắc dữ vậy ta? Không, này là do mạng mà. Kỳ vậy. À rồi đó, giờ nó mới chịu lót. Này thì nó giờ nó mới chịu lót xong. Nó hơi lắc một chút. Nó hơi lắc. Nóng quá vậy. Chắc không đâu. Rồi bình thường lại coi. Bình thường lại rồi đó. Đâu rồi? Teleport to player. Chưa thấy biến nữa. ai biết. Điều gì đó xảy ra? Rồi đó. Khổ chưa? Cái gì? Cường quá đồ hả? À. Để thoát ra chút vô lại coi. Có gì mời lại. Rồi chúng ta bây giờ thử lại coi. Rồi. Rồi hết rồi đó. Lại nói chuyện. Ừ. So this is how it ends. They dragged my car from the... Trang trí đồ đó đầu vậy. Rồi thấy rồi. Vô chổng gặp bà già nè hả. Crab. Ủa crab mà. Trend. Transmogrity hả. À. Bỏ món đồ vô. 500 đồng. Frail. Làm thấy nó có biến ảo gì không? Nè, lên đồ nè. Mãi nè nè, lên nguyên đủ giáp sắt luôn mà. Ờ hó. À. Cái áo này vô cái đổi đúng không? Đổi cái hình. Đổi cái hình nhìn cho nó gấu hơn. Cái này là lừa đảo. Lừa tình. Đỉ mẹ, cái này 21 là sống đậm. Cái thằng rảnh. Có bộ áo của Paladin ở ngoài. Đúng. Ngẫu mày. Đỡ chơi cho vui. Đổi rồi đó. Nhìn thấy trắng bóc nữa không. Có dịch vụ này cũng vui nha. Vô đổi thử cây này coi. Ôi sao đi như tao lên mười mấy ngàn luôn mày. Thì nãy giờ tao mày đi lên tiền quá chừng đó. Merchant, Merchant có bán món gì được hay không? Thiên 62 mà không có mạnh nữa. Cũng không có gì gọi là không có gì gọi là hay hết á. Hồi nãy bán cây thương thì phải. Ồ phải sửa đồ nữa hả? Đâu chưa đâu. Bye bye. Rồi. Đi tiếp chưa?
Ngọng mày. Đâu, ra coi thằng kia coi. Ngọng chưa? Quay lại ra đó coi coi. Rồi rồi rồi, hiểu rồi đó, tình trạng gì đang xảy ra đây? Mạng trăng lắc lắc. Mạng lắc chân. Vậy dạ? Không thấy lắc gì đâu. Thật, bình thường luôn á. Thật là khó hiểu, khó hiểu. Thôi vậy chúng ta sẽ tạm dừng chương trình tại đây. Bởi vì lắc vậy một vì một lý do khó hiểu nào đó nên đó đó tự nhiên rồi nó biến ảo kinh khủng luôn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng chương trình tại đây, thì các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.